anh em là có nhu cầu nạp Starbucks, nạp Fireball, nạp các bác trong store, thầy thuê, tại khó, leo rent, hãy liên hệ Zalo mình 0946 782 982. Cảm ơn em. Chào tất cả anh em đã trở lại kênh của mình. Thì hôm nay mình làm một clip gọi là gì ta? Công bố cho anh em một số cầu thủ chính thức có trong phần U Top S sắp tới. Nói chung là nó công bố bên cái phần gọi là FIFA Online trước cho anh em, nhưng mà chắc chắn cầu là có trong FIFA Mobile anh em. Tại vì thường thường là hai cái bên giống nhau đó, thì mình sẽ công bố cho anh em sau. Để bây giờ mình sẽ vô mình coi có gì mới không. Thì sáng nay thì cái phần mà gọi là Champions League nó cho anh em một cái phần quà đó, phần quà nha anh em, mình vô đền bù cái gì đó không biết đấy, quà fan nổ nè. Đây thì mình sẽ vô phần event shop, vô phần Champions League. Đây nó có phần free đó, final guest away đó, có gì là quà anh em, quà của Champions League đó. Đấy thì không biết anh em được cái gì rồi, mình chưa mở, mình làm clip cho anh em mở cho chơi vui vui anh em đó. Đây bây giờ mình sẽ mở cho anh em và xem được cái con gì không, ai cần không đó. Hên hên được con 112 cho anh em đó. Đây 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 đó, ra anh em, ra Champions League anh em ơi, Champions League rồi, Champions League rồi, xong rồi. Trời ơi, Champions League mình thấy tiêu rồi. Champions League thấy tiêu rồi anh em ơi, 106 anh em ơi. Nhìn thấy tiêu rồi, tưởng ra icon hay gì là ngon rồi. Xong anh em ơi, đó, cái quà thôi. Còn 112 icon này để cho đẹp đẹp chút thôi chứ khó ra anh em, khó lắm. Thật sự, chắc có một số anh em may mắn thôi. Thì đó, thì mình làm chơi vui vui ha. Trước khi vô một cái gì gọi là gì ta, cái chính đó là cho anh em xem một số cầu thủ gọi là YouTube S sắp tới, tuần tới ra, tuần tới ra nha anh em. Đó. Để mình xem mở cái recorder là hay nó hay ra cầu thủ anh em, để thử coi cho anh em như nào. Đây. Đây anh em, đây. Ôi, xong rồi anh em ơi, xong rồi. Thế là xong rồi anh em ơi. Thì ok anh em. Coi như là làm khởi động trước đi ha. Thì bây giờ mình sẽ vô trang của Free Fire và trên Twitter anh em, để mình cho anh em xem một số cầu thủ nó đang gọi là gì ta, bên Free Fire anh em, Free Fire Online đây này anh em. Đây anh em, thì cái trang Free Fire Mobile trên Twitter này mình nói rất nhiều anh em ha, anh em nào chưa biết thì cứ lên Twitter kiếm Free Fire Mobile. Đây nè, đó chính thức của AI đó, nó hay công bố tin tức gì mới nhất là làm trên đây hết đó. Thì bây giờ nó có một cái phần gọi là cầu thủ U Top S đó, Ultimate Team of the Season. Đấy, nó làm bên FIFA trước anh em. FIFA là các bạn mà gọi là cho laptop á nè, hay cho laptop cũng có, hoặc là PC á, gọi là máy tính á đó. Thì bây giờ mình vô cái trang AI.com của nó có đường link trực tiếp nè. Đây là những cầu thủ đã được gọi là công bố và Team of the Season, nghĩa là Ultimate anh em, tức là phần U Top S đó. Đó thì đây cho anh em xem ha, từ ha. Đầu tiên là con Bellingham, cái over này nó dành cho bên bạn PC nha anh em, PC bạn máy tính đó. Đó nhưng mà chắc chắn là cái cầu thủ này sẽ có trong FIFA Mobile, nhưng mà không biết over bao nhiêu thôi. Mình nghĩ là tầm 114-115 anh em. Đấy, đầu tiên là Bellingham ha. Tiếp theo là Benzema. Đó. Tiếp theo nữa là con Blau. Con Blau này thì over hơi thấp anh em, chắc lên được tầm 112 à. Đấy. Rafael Leao. Đó, là top lưu thì nâng cấp anh em, cái này là phiên bản nâng cấp mà, U Top S là phiên nâng cấp ha. Đấy, The Rainer. Đấy, tiếp theo là con Dallas, tiếp theo nữa là con Vinicius, Fofana, Ping Pong, Eder Militao, Beckley, Zidman. Ồ, con Zidman nữa nè, con Zidman nữa nè. Eden Haaland. Đó, Eden Haaland nghĩ là over cao nha, nghĩ chầm 114 á, 114-115 á. Hernandez, Vara Kedira. Đó, con này của Napoli anh em. Đó, con này cũng được, con này đã mùa giải vừa rồi đó, hay anh em, mùa giải vừa rồi hay. Tiếp tục là con Lewandowski nè. Đó, Mbappe đương nhiên là có anh em, Mbappe đương nhiên là có rồi đó. Đó, tiếp theo là Messi. Đó, Messi là đương nhiên rồi. Musiala. Đó, của Bayern Munich. Hengunku. Đó, Osimhen. Nói chung mà mùa giải vừa rồi thì Napoli đá cực kỳ là phong độ nè, cực kỳ là phong độ nên mấy con ở trên mây này đúng rồi. Đó, Redford. Đó,
Tiếp theo là Mohamed Salah, Sabila của Arsenal, Tizen, cuối cùng là Tizen. Hết rồi em, đúng rồi. Vị trí thủ môn là cuối cùng là Tizen. Đó là 25 cầu thủ U Top S bên phiên bản FIFA bên online á, gọi là bên online đi ha, online bên PC đó. Thì nhìn chung cái này thì sẽ thật sự là có những cầu thủ này bên FIFA Mobile chắc chắn anh em, nhưng mà over bên FIFA Mobile sẽ khác nha anh em, sẽ khác. Mình nghĩ là từ 112 đến 115, 112 đến 115. Thì trong đây có phiên bản 92 nè, 92 tới 98 luôn em. Thì có mỗi Messi là 98 thôi, 92 đến 98 nghĩa là cách nhau cách nhau đến 6 over lại. Vậy là nghĩ là 112 đến 116, 18 là ghê chưa? Ghê dữ ta. Không, chắc không có đâu. Mình nghĩ là từ 112 đến 115 thôi. 112 đến 115 là hết rồi. Đó, đó là những cầu thủ U Top S sẽ ra trong FIFA bài, nhưng mà chưa biết over thôi. Cái này là công bố bên FIFA cái online thôi. Nhưng mà mình nghĩ là chắc chắn là có rồi, tại vì giống mà, giống nhau mà, hai bên thường là giống nhau anh em, thật sự. Thường giống nhau. Thì ok, hôm nay mình công bố cho anh em một số cầu thủ U Top S thôi. Đó, thì đó. Còn về cái phần gọi là Champions thì mình nghĩ là không biết nó có ra cái phần final cho anh em không. Rất là nhiều anh em gọi là mong chờ cái phần final để kiếm thêm cầu thủ Ri nè. Đúng rồi anh em, để kiếm thêm Ri chứ anh em. Chứ bây giờ gầy chay mà anh em, đúng không? Mà nó không ra anh em, nó không ra. Mà trong khi đó cái sự kiện này á, chỉ còn có 7 ngày thôi anh em, 7 ngày thôi. Hôm nay là 6 ngày thôi. Không biết trận chung kết xong rồi nó up over lên rồi biết nó kết thúc luôn hay sao, cái điểm này thì không biết làm gì. Đó, cái điểm đó không biết làm gì hết. Thì ok anh em, thì cái đó phải chờ thôi. Ráng chờ 3-4 ngày nữa nó ra một cái gì đó cho anh em, để cho anh em kết thúc cái sự kiện Champions League và có thêm điểm ha. Đó. Thì ok, đó là phần Champions League. Tiếp tục là phần bên phần Top S giải Ly 1. À khoan đi, chưa đi. Phần bây giờ vô cái phần gọi là Ultimate Team of the Season là U Top S. Đó, để xem như thế nào. Cái này á thì mình nghĩ là có khả năng là Etienne rất là cao. Nghĩa là cầu thủ nào mua về Etienne cầu thủ đó, giống như cái đợt mà Top Y anh em. Đó, ví dụ như mình anh em muốn lấy con U Top S Messi thì phải mua Messi Top S gì? S vô Etienne. Đó, và một số cầu thủ thôi làm thôi anh em, ví dụ là over 119, 112, over 116, 110 nè, với cộng thêm cái điểm U Top S Bond nữa thì anh em sẽ Etienne một con gọi là U Top S đó Messi. Nói chung vậy, mình nói là ví dụ hơn năm ha, ví dụ hơn như Salah thì mua con Salah Top S vậy cho vô, xong rồi mấy cầu thủ làm phôi nữa đó, và cộng thêm điểm U Top S Bond nữa thì mình sẽ ép được con U Top S Salah đó. Thì mình nghĩ vậy ha, mà chắc khả năng là cao nè, khả năng là cao. Còn đi nhánh thì đỡ, nếu mà cho đi nhánh cộng điểm đi nhánh thì đó, cộng thêm điểm Bond thì ok thì đỡ. Chứ bây giờ mà nếu mình cái dạng mà S chen rồi mua cầu thủ nó đòi thua rồi, phải bây giờ phải mua thêm cầu thủ S Top S nữa, tốn thêm một cái gọi là coin nữa đó, thì hơi căng anh em, hơi căng anh em, cái chai nó hơi căng đó. Thì mình nói là giả dụ thôi, dự đoán thôi, mà khả năng là cao, khả năng là cao đó. Nó có cho mày nè đó. Thì ok anh em, thì nói cho anh em chính là những cầu thủ U Top S thôi, còn vấn đề mà nó chơi như thế nào thì chờ thôi, phải chờ anh em, chờ thôi đó. Giải CDA hôm qua thì mình mở được cái TR1 mà chưa xong anh em, chưa xong, thật là đáng tiếc chưa xong anh em đó. Mới có được nè, hay mình mở cái nước coi cho nó ra cầu thủ gì không, cho nó hên hên không đó, hên hên không. Ây, 103 cộng nha anh em, coi nó có được con nào ngon ngon không. Giờ là xong rồi, xong rồi, là đúng còn 103 cộng anh em. Đèn thật, có nhiều anh em hên em, mở được 110, 111 gì đó, 109. Nó bình luận ở dưới quá trời anh em, nó là mình phải không, quá là buồn, mình quá là đen. Thì cô anh em, CDA thì vẫn đang tiếp tục nha anh em. Đó, anh em cứ vô mà mở thôi, chơi bình thường thôi, không có gì hết, chờ U Top S thôi. Đó. Còn phần commodity thì cũng có lẽ là kết thúc rồi. Còn thêm vài ngày nữa là mình còn hai cái cầu thủ nữa là xong rồi, 105, 109 là xong rồi, cũng kết thúc rồi, không còn gì nữa, để chơi nữa, chơi đến điểm thôi. Đó. Và như sự kiện Top S chuẩn bị kết thúc anh em, chuẩn bị ra cái U Top S là quá ngon anh em, chuẩn bị coi anh em, chuẩn bị coi nha, chuẩn bị coi, chuẩn bị cầu thủ và chuẩn bị cầu thủ làm thôi nữa. Đó, rất là căng. Nói chung là chờ thôi. Nói chung là mấy con U Top S thì nó nâng cấp rồi anh em, nâng cấp lên thì là một bản nâng cấp gọi là cực kỳ là ngon lành cho anh em. Hãy chờ đợi thôi, hãy tích đi anh em, tích từ bây giờ, ôm hàng. Gọi là ôm hàng, nhưng mà anh em hãy cẩn thận anh em, đừng ôm quá nha anh em, ôm vừa thôi, thật sự ôm vừa thôi.
Đấy, ông vừa vừa thôi nha anh em. Có phần exchange coin là còn có 2 ngày thôi nha anh em. Mình nhắc nhở anh em vô exchange đi. Có 2 ngày thôi. Đó, có 2 ngày thôi anh em ha. Đó. Thì ok anh em. Thì hôm nay làm clip gọi là công bố cho anh em một số cầu thủ là chính thức rồi đó. Mấy đừng nghĩ là chính thức rồi đó. Của U Top S sẽ ra rồi sau. Sẽ ra rồi. Thì anh em có cái dự định gì đó, ôm cầu thủ rồi mua cầu thủ về làm phôi gì đó thì hãy tính toán kỹ nha anh em, tính toán kỹ trước khi nha. À, mua nha. Đó, thì ok anh em. Hôm nay làm biết vậy ha. Thì anh em thấy clip này hay thì nhớ like share cho mình nha anh em. Còn là chưa đăng ký, nhớ đăng ký ủng hộ mình nha. Cảm ơn anh em. Chào anh em.